Chào toàn thể anh em đã trở lại với kênh ở Hoàng Hay Bãi nha anh em. Em lên review cho anh em một cây cưa Echoki Orit, nòng 37 ly, nguyên bản zin của Nhật 100% nha anh em. Đó, con này thì nòng của nó 37 ly, hai ốc chân lam, lam sơn zin thao máy. Đó, con này lam của nó thì tính từ đây ra nó cỡ khoảng tầm được 35, tính mà mình được sử dụng là 30 nha anh em. Hai ốc chân lam, lam sơn zin thao máy 100%. Kỳ Orit CS300 nguyên bản zin Nhật. Đó, rồi. Anh em nào mà ưng thì xin tiếp bạn theo số Zalo 0345050399 cho em nhé. Em sẽ gửi trực tiếp máy cho anh em xem, họ test trực tiếp cho anh em xem, mở máy móc bên trong cho anh em xem luôn nhé. Đó, rồi đây mã số của nó đây 58002885 nha anh em. CS300. Đó, rồi. Em xin kết thúc video ở đây. Mọi anh em cho em xin một lượt like và một lượt đăng ký nhé. Đó, để ủng hộ em. Đó, rồi. Em xin kết thúc video ở đây. Hẹn anh em ở video tiếp theo của em nhé. Xin chào tất cả anh em.